Minh Con Tum, thí sinh Olympia điển trai như idol K-pop, hát dân ca với Siwon, bất ngờ nổi tiếng. Những ngày qua, Minh Con Tum đang là cái tên làm mưa làm gió trên khắp các trang mạng xã hội. Theo nhiều trang tin chia sẻ, anh chàng này là thí sinh của chương trình Đường lên đỉnh Olympia. Ngay khi những hình ảnh của Minh Con Tum được lan truyền, cộng đồng người hâm mộ ngay lập tức tìm ra danh tính của anh chàng đẹp trai này. Không ai xa lạ, đó là nam idol nhóm nhạc NCT, Na Jimin. Trong khi tìm hiểu thông tin về Minh Con Tum, các fan hâm mộ đã đào lại clip anh chàng và tiền bối thể hiện bài hát Hò Ba Lý cùng các học sinh tiểu học cực đáng yêu. Mặc dù bất đồng ngôn ngữ, nhưng cả hai anh chàng đã rất cố gắng khi hát các ca khúc dân ca Việt một cách rõ lời nhất. Thái độ thân thiện của Siwon và Jaemin khi hát cùng các em nhỏ với nụ cười trên môi đã thực sự khiến chiến dịch thật sự có ý nghĩa và không có rào cản về ngôn ngữ. Được biết, ca khúc được anh chàng hát trong chuyến đi tình nguyện của UNICEF cùng thành viên Siwon của nhóm nhạc Super Junior. Dù không thuộc lời, nhưng Siwon và Jaemin vẫn thích thú khi lần đầu tiên tiếp xúc với âm nhạc dân tộc Việt Nam. Nhắc một chút về Minh Con Tum, ngày 1 tháng 6 vừa qua, cộng đồng mạng Việt Nam không khỏi xôn xao trước hình ảnh một nam sinh điển trai được cho là đi thi chương trình Đường lên đỉnh Olympia. Nam sinh gây sốt với nhan sắc đỉnh cao chuẩn nam thần Hàn Quốc. Chàng trai này được nhiều người gọi với cái tên thân thiết là Minh Con Tum. Và ngay lập tức, từ khóa này đã hot search của Facebook. Bức hình được chia sẻ trong nhiều hội nhóm chuyên đăng tải hình ảnh những anh chàng có ngoại hình điển trai, thu hút lượng tương tác không thua gì bài đăng của một sao hạng A. Có bài đăng đạt hơn 130.000 lượt yêu thích, 26.000 bình luận và 4.500 lượt chia sẻ. Nhiều thông tin đưa ra nói anh chàng này tên Minh đến từ Con Tum. Dưới phần bình luận, dân mạng nháo nhào khen ngợi ngoại hình của Minh. Một số còn mạnh dạn khẳng định đây là thí sinh được đánh giá là đẹp trai nhất trong lịch sử chương trình Đường lên đỉnh Olympia. Tuy nhiên, theo thông tin đăng trên cổng thông tin của Sở Giáo dục và Đào tạo Con Tum, tỉnh này chỉ có trường trung học phổ thông chuyên Nguyễn Tất Thành, chứ không có trường trung học phổ thông chuyên NCT nào cả. Nhiều người đã nhanh chóng phát hiện chàng trai trong bức hình có phần gương mặt ghép từ ảnh của ca sĩ Na Jimin, thành viên nhóm nhạc NCT Dream của Hàn Quốc. Cùng với đó, thông tin thí sinh đến từ trường trung học phổ thông chuyên NCT tỉnh Kon Tum tham gia Đường lên đỉnh Olympia chính là một cú lừa khi admin các trang đăng tải hình ảnh các ghép này lấy tên nhóm nhạc NCT Dream để đưa vào tên trường. Chiêu trò ghép ảnh ca sĩ Hàn Quốc để cầu tương tác vốn không xa lạ trên mạng xã hội. Tiếc là không ít trang thông tin điện tử đã bị mắc lừa. Thực tế trước đây, Jaemin từng gây sốt mạng xã hội Việt Nam cũng với một clip do fan thực hiện. Đoạn clip Jaemin đang giao lưu với người hâm mộ trên sân khấu đã được lồng đoạn nhạc A, B, C, D, E, F, G, S, I, Love You, Will You Marry Me. Đoạn clip đòi cưới Na Jaemin này được một bạn fan Việt đăng tải, thu hút về hơn 2 triệu lượt xem. Hàng loạt các trang cộng đồng khác cũng đăng tải lại khiến clip của Jaemin cực viral.